Sinh viên nước ngoài sẽ không được phép ở lại Mỹ nếu các trường đại học mà họ theo học chuyển sang học trực tuyến hoàn toàn từ mùa thu tới. Đây là thông báo mới được Sở Di trú và Hải quan Mỹ ICE đưa ra vào ngày hôm nay. Thông báo nêu rõ những sinh viên thuộc diện visa học thuật F1 và visa học nghề M1 sẽ không được phép ở lại Mỹ nếu các trường chuyển sang dạy học 100% trực tuyến vào mùa thu này. Những sinh viên hiện ở Mỹ ghi danh vào những chương trình này sẽ phải rời khỏi Mỹ hoặc tiến hành các biện pháp khác như chuyển sang học trực tiếp mới có cơ hội ở lại nước này. Còn các trường đại học kết hợp mô hình dạy học trực tuyến và trực tiếp thì sinh viên vẫn được ở lại Mỹ học bình thường. Động thái này có thể ảnh hưởng tới hàng trăm ngàn sinh viên nước ngoài đến Mỹ để học đại học hoặc tham gia vào các trường, chương trình đào tạo và dạy nghề. Quy định mới này còn làm nảy sinh một vấn đề lớn hơn, đó là một số nước áp dụng hạn chế đi lại, do đó các sinh viên không thể về nước. Vậy thì họ biết làm gì đây? Trước quy định này của Mỹ, nhiều du học sinh quốc tế theo học trực tuyến đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Trong số này có nhiều sinh viên Việt Nam. Nhiều em đã từ Mỹ về được Việt Nam, còn một số khác thì vẫn đang mắc kẹt tại Mỹ. Vào thời điểm này, hầu hết các trường đại học ở Mỹ vẫn chưa thông báo kế hoạch học tập cho học kỳ mùa thu tới. Do vậy, chính sách mới về trục xuất các sinh viên quốc tế được đào tạo trực tuyến khiến nhiều du học sinh Việt Nam cảm thấy hoang mang, đặc biệt những em còn đang ở Mỹ. Trong bà quà, em tưởng là chỉ là đùa thôi, mọi người xem bài linh tinh, mà đến lúc lên mạng tìm hiểu và có xem những tin tức thì mới biết là đấy là sự thật. Thì em rất lo, bởi vì em dự định sẽ tốt nghiệp vào tháng 12 năm nay. Nếu mà trường đưa ra quyết định học online mà em bị bắt rời khỏi nước Mỹ và không thể thực hiện được nốt cái khóa học này thì thực sự rất đáng tiếc. Còn nếu mà trường học trực tiếp thì em lại rất là lo lắng về sức khỏe của em, về cái an toàn của bản thân mình. Bên cạnh hoang mang lo lắng, thất vọng cũng là cảm xúc của các bạn du học sinh khi biết tin. Cái cảm xúc đầu tiên mà em có là thất vọng. Hiện giờ thì em vẫn đang ở Mỹ, thế là để mà về được thì rất là khó khăn. Em cứ bứt rứt từ chiều đến giờ, tại vì là nói chung là tương lai của mình như thế nào thì phụ thuộc vào trường rất là nhiều. Mà trường em thì lại chưa có bất cứ một thông tin gì cả. Đối với học sinh quốc tế của các trường đại học bên Mỹ bây giờ thì cái định luật mới đưa ra là một cái gọi là ảnh hưởng rất là nhiều, không chỉ đến sức khỏe về mặt vật chất của học sinh mà còn là sức khỏe tinh thần, rồi là bao nhiêu tương lai, những dự định thì đều bị ảnh hưởng. Không chỉ có du học sinh còn đang ở Mỹ, những du học sinh đã về nước thời gian qua cũng đối mặt với nhiều khó khăn khi thông tin về quy định mới được đưa ra. Trường em là một trường sẽ theo hệ hybrid, tức là sẽ vừa có học lớp học online vừa lớp học offline. Nhưng mà theo cái chính sách mới thì như vậy em sẽ phải quay trở lại Mỹ. Trên thực tế thì vẫn chưa có đường bay đến Mỹ được nối lại. Và em cũng không biết phải làm như nào, vì nếu mà em không quay lại, từ cái visa làm sinh của em sẽ bị hủy bỏ. Thì em cũng không biết phải làm như thế nào nữa. Hiện nhiều sinh viên Việt Nam cùng nhiều sinh viên quốc tế khác còn ở lại Mỹ đang tìm giải pháp là lựa chọn đăng ký các lớp hoặc chuyển tới các trường vừa học trực tiếp vừa học trực tuyến. Như vậy là sẽ tránh nguy cơ bị trục xuất. Hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ cũng đã được thông báo về chính sách mới này. Dự kiến hôm nay, Đại sứ quán sẽ có các cuộc làm việc với các cơ quan chức năng Mỹ để làm rõ thông tin và cập nhật tình hình.